Hơi bị mờ tại thời tiết này tối quá. Vâng, chào mừng các bạn đến với trận chung kết giữa hai đội Nam Nhân và Di 71 đến từ Bến Tre. Đây là trận chung kết giữa Nam Nhân và Di 71. Vỗ tay, vỗ tay đi. Bóng ngoài. Điểm cho Di 71. 1-0. Tự nhiên trận chung kết là gió quá trời các bạn ơi. Nãy giờ không có gió, trận chung kết là gió quá trời. Mưa tới luôn rồi, chuyển đen hết rồi. Đập bóng tốt, điểm Di 71 2-0. Điểm 2-0. Phát bóng ngoài. Điểm Nam Nhân. Đội điểm cho Nam Nhân. 1-2. Một pha kết thúc rất là lạnh lùng của Long. Đến từ Bến Tre. 1 điểm 3-1. Bóng vẫn còn thủ quá tốt. Điểm tốt. 4-1. 4-1 cho team Di 71. Ông bầu Di rất là tươi cười khi điểm gác ở điểm 4-1. Làm gì đây? Một pha xử lý bóng rất là hay. Lâm! Một pha kết thúc tay trái đi vào góc A của sân. Điểm 5-1. Team Nam Nhân xin hủy. Bóng vẫn còn thủ quá tốt coi. Ai làm gì đây? Kết thúc hay không? Một pha đập bóng rất là quy lực. Đội điểm 2-5. Một pha trắng bóng hai rất là hiệu quả. Bỏ lỡ tốt. Một pha ăn bắt hai. 6-3. Điểm 6-3. Đập bóng tốt. Điểm 4-6. Trong trắng rồi. Một pha kết thúc rất là lạnh lùng của Tiết Còi. Tiết Còi. Lọc cơm nhưng phát bóng rất là quy lực cơ các bạn. Bóng còn, vẫn còn kịp. Thủ tốt. Pha bỏ bóng rất là thông minh. Bóng
vẫn còn ai đây? Một pha kết thúc tai nghịch của Hoàng Long. Mang điểm số 8-5, đọc bóng ra em. Phát bên không qua lưới, điểm Nam Nhân 6-8. Điểm 6-8. Bóng Hoài. Điểm Di 71-96. Một pha phối hợp tốt. Điểm Nam Nhân 79. Đập bóng tốt. Điểm chia 71 17. Quá tốt rồi. Điểm chi 7-11-8. Quá cao. Bỏ bóng tốt. 2-8. Điểm 12-8. Chăn bóng chạm lưới. 9-12. Quá đáng tiếc, phát bóng ngoài. Điểm Di 71 13-9. Bóng ngoài. Điểm Nam Nhân 10-13. Điểm Di 71 14-10. Điểm Nam Nhân 11-14. Bỏ bóng tốt. 14. Điểm Di 71 15-12. Lưu ý hai đội, đây là điểm cuối.
bóng chạm tay. 13, 15. Điểm tốt. Kết thúc Di 71 tạm nhận trước 1-0 ở trận chung kết. Set 2 của trận chung kết giữa hai đội Nam Nhân và Di 71. Quá uy lực, đập bóng tốt, điểm 1-0 cho Nam Nhân. Ê con mắt lại em ơi. Điểm 1 đều. 1 đều. Một pha xử lý tốt. Điểm 2-1. Điểm phối hợp tốt. 2 đều. Bóng vẫn còn. Làm gì đây? Đập bóng rất là ghê. 3-2. Điểm 3-2 cho Di 71. Mở bóng tốt. 4-2. Điểm phạt bóng tốt. 5-2. Bóng còn. Chặn bóng chạm lưới. Điểm Di 71 6-2. Bóng gần con. Chặn bóng tốt. Điểm Nam Nhân 3-6. Bỏ bóng tốt. Điểm Di 71 7-3. Điểm Nam Nhân 4-1. Chặn bóng tốt. 5-7.
đến Di 71 85. Chặn bóng tục đến Di 71 95. Lại là một pha chắn bóng tốt. Điểm Di 71 15. Phát bóng không sang lưới. Điểm Nam Nhân 6-10. Quá cao. Điểm Di 71 11-6. Bỏ bóng tốt của Tiết Cò. Trọng tài xác định bóng tốt. Điểm Nam Nhân 7-11. Chặn bóng chạm lưới. Điểm Di 71 12-7. Qua tục. Điểm Nam Nhân 8-12. Bóng ngoài. Điểm Nam Nhân 9-12. Quá hay. Vẫn là tú MC. Bóng vẫn còn. Tú quá hay rồi. Một pha bóng không hiểu ý, quá đáng tiếc các bạn ơi. Chi 71 13-1. Kể kể. Đạp bóng tốt. 11-13. 11-13. Còn nước còn tát. Điểm Di 71 14-11. Thank you.
14, 11. Tết hay Giáng sinh? Trận bóng tốt. 71, 15, 11, lưu ý hai đội, đây là điểm cuối. Ai sẽ là nhà vô địch đây? Bầu Di đang rất tươi cười. Đã lâu lắm rồi mới nụ cười đang tỏa sáng trên miệng của Bầu Di. Hôm nay Giáng sinh vui vẻ với Bầu Di rồi nha các bạn. Chỉ còn một điểm cuối nữa thôi. Bỏ bóng ngoài. Như vậy Tem Di 71 đã thắng ở trận chung kết. Chúc mừng Tem Di 71 và Tem Nam Nhân đã giành giải nhì.